Để trường cũ xuống bên đường. Đi. Alo, đây là tài Em liệu ôn thi học kỳ 1. thằng này cũng Chúng ta cơ đi vào phần thứ nhất đấy, là lý mày thuyết. phải đấy. Giá trị tiền đó của số một tỷ x được xác định như thế nào? Hiện tại như ta đã biết, giá trị tiền đó của số một tỷ x, Dân ký gì? hiệu là Còn mấy cái gì? Đã có x miệng hay đi gạch, của con. là khoảng cách từ Đã điểm có x miệng tới đi điểm của công trên trục số. Câu số 2, muốn cộng trừ hai số một tỷ, ta làm như thế nào? Muốn cộng trừ hai số một tỷ, ta có thể viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mỗi số dương, sau đó áp dụng quy tắc cộng trừ số hợp phân chia cộng trừ phân số. Với x bằng a phần m, y bằng b phần m, ab cùng z, m lớn hơn không, rồi có x cộng y bằng a phần m cộng b phần m bằng a cộng b phần m, hay là x trừ y bằng a phần m trừ b phần m bằng a trừ b tất cả phần m. Câu 3, quy tắc nhân chia hai số hữu tỉ với x bằng a phần b và y bằng c phần d với y khác không, ta có x nhân y bằng a phần b nhân c phần d bằng a nhân c b nhân d, x chi bằng a phần b chia c phần d bằng a phần b nhân d phần c bằng a nhân d nhân b nhân c. Câu 4, viết các công thức nhân chia hai lý thừa cùng cơ số. Lý thừa của lý thừa một tích, lý thừa một thương. Câu 5, tỷ lệ thức là gì? Tính chất cơ bản của tỷ lệ thức. Tỷ lệ thức là đẳng thức của hai tỷ số a phần b bằng c phần d. Tính chất cơ bản của tỷ lệ thức. Câu 6, quy công thức tính chất của giải tỷ số bằng nhau. Bài tập dạng 1, tính giá trị của biểu thức. Bài số 1, tính giá trị của biểu thức. Câu B. Bài 2, thực hiện số phép tính. Đây, giải câu A. Rồi, trình bày câu B. Bài 3, viết các biểu thức số dưới dạng lũy thừa a mũ n. Dạng 4, tìm x biết. Đây là bài giải chúng ta. Dạng 5, tìm x duy nhất. Nếu có từ các tỷ lệ sau, em xem bài giải. Câu 6, lập các tỷ lệ thức có từ các đẳng thức sau. Câu 8, em xem bài giải.